Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi, mình sẽ nấu hai món ăn. Món thứ nhất đó là bánh canh giò heo. Ủa sao kỳ vậy, mới nấu xong cái bánh canh bánh phồng tôm mà giờ lại đi nấu bánh canh giò heo. Nói đi nói lại đó thì mình nấu để rồi mình chia sẻ thử, rồi mình ăn thử mình có cảm giác như thế nào đó mà ngon, rất là ngon á. Rồi thôi bây giờ nấu qua một nồi bánh canh giò heo ăn đi, tại vì rất là thích ăn bánh canh giò heo. Đơn giản lắm, nếu mà mình có huyết heo nè mình bỏ vô thì thôi ngon bá cháy. Nhưng tại vì mình ở Gilroy đó mà muốn đi chợ Việt Nam á, thì 30 phút, mà mỗi khi mà đi xuống dưới đó đó là đi cả ngày luôn, thời gian đi rồi thời gian đi về, cho nên cả một ngày. Đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay mình có hai cái thành phần để mình chia sẻ. Thứ nhất đó là con vịt. Đây là con vịt nè cô chú. Hôm bữa mình có nói về cái con vịt đó. Vịt này là mua ở trong chợ Costco. Mà cái vịt này á mà mình nấu ăn á thì nói là rất là ngon nha. Thịt nhiều lắm, không có nhiều mỡ. Mình đã chia sẻ qua hồi năm ngoái lần đầu tiên đó, mình cũng mua con vịt nè ha. Rồi cái mình cũng làm cho con gái để nấu vịt nấu chao một bữa đẹp trời đó, cùng mình kể cho cô chú nghe đó. Sáng sớm bình minh mới có 5 giờ sáng cái upload cái video lên, trời quảng hồn té xỉu. Bây giờ không dám như vậy nữa cô chú, muốn upload cái gì phải suy nghĩ cho kỹ. Chiều chiều tối tối upload chứ đừng có mờ xem. Rạng đông trời mờ mờ cái tự nhiên cái giống như là bị ai nhập vô cái là quất một cái lên clip là thôi rồi đó ha. Đó cho nên đó là lý do tại sao mà mỗi lần mà mình làm vịt đó cô chú, cái là mình nhớ cái câu chuyện cái con vịt của mình. Trời ơi nè cô chú coi ha, nè trời ơi thấy mập không, mập ha, gần rưỡi tay chiều ngang á nè, rất là ngon nha. Cái vịt không có mỡ nha, ngon thiệt là ngon luôn. Và khi mà con vịt mình mua về đó là ở trong tủ đá, rồi cái trái mình lấy ra mình ngâm trong cái nước lạnh cho nó tan đá, đừng có để ở ngoài nha, cứ ngâm trong cái nước lạnh. Khi mà mình ngâm trong cái thau nước lạnh á mà lạnh quá rồi ha, mình đổ cái mình cho nước khác vô, con vịt nó tan ra rất là nhanh, mà khi mình nấu ăn á cũng ngon lắm, chứ đừng có để con vịt ở ngoài đó rồi cho nó từ từ tan nha, đừng làm vậy. Bất cứ cái gì mà mình lấy chẳng như thịt ha, gà, thịt heo, thịt bò, cái gì mà trong tủ đá mình lấy ra đó, xương ha, mình hầm cũng làm vậy đó, cho nên phải nói là ngon. Giống như bây giờ nè ha, mình lấy cái con vịt ta để hồi sáng mình ngâm trong cái thau nước lạnh rồi, cái bây giờ mình đổ ra nè, cái mình cứ như vậy cái mình cho nước lạnh vào, cái mình ngâm tiếp, mình ngâm cho tới khi nào mà cái con vịt này nó tan đá rồi đó thì mình mới lấy cái vịt nước cam ở trong cái mình của nó ra, rồi bắt đầu mình mới muối nè, rồi rá chanh thái, rồi gừng, rồi nước chanh mình ngâm. Mình ngâm vài tiếng, thường thường đó là mình ngâm ít nhất là 4-5 tiếng đó cô chú. Mình thích vậy đó, tại mình biết sao không, thứ nhất á là rất là sạch, thứ hai là không có bị tanh, thứ ba là nấu rồi nước súp của mình đó hả, bảo đảm để 5 ngày cũng không có bị thiêu, cho nên cái phần đó rất là quan trọng ha. Bây giờ mình ngâm cái con vịt đây đi. Cô chú biết không, các bạn biết không, anh chị em có biết không, nhiều lúc mình nói chuyện mình nói nè, mến chào cô chú anh chị và các bạn ha, vậy đó mà khi mình nấu đồ ăn toàn là nói đến cô chú không, không nói tới anh chị mà cũng không nói các bạn luôn. Cái nhiều khi mình nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, mình chào thì mình chào cô chú anh chị và các bạn, mà khi nấu ăn đó toàn là cô chú, mà cô chú quên luôn anh chị, quên luôn các bạn. Nhưng mà không sao ha, đâu có ai trách mình đâu. Quan trọng là vui vẻ, khi mà coi cái clip mình vui vẻ là được rồi ha. Mình rất là thích ăn bánh canh giò heo, mà bánh canh giò heo á, mà có huyết heo nữa là thôi ngon bá cháy, ngon té xỉu, ngon ngắt ngư luôn, ăn mà nhớ đời luôn đó. Rồi á hả, mình có thêm là giò cháu quẩy. Giò cháu quẩy mình mua ở trong tủ đá, cái hiệu để cái chữ là Canada. Khi nào mà mình ăn đó thì mình bỏ vào cái máy air fry 375 độ F, nó reheat cho mình nóng rồi mình tắt cái mình bỏ cái bánh vô, mình đóng cái nắp lại, đừng có nướng, chút xíu là nó giòn rụm luôn. Nói đến bánh canh phồng tôm á, mình nghĩ có một cái điều mắc cười ở chỗ này nè. Mình biết được là mình sẽ nấu cái nồi súp như thế nào, và mình biết được là mình sẽ ăn như thế nào cho đúng. Vì vậy cho nên khi mà mình chia sẻ mình nói rõ rồi ha, vậy mà cuối cùng mình bỏ hết trơn cái bánh phồng tôm vào trong cái nồi nước súp. Khi bỏ vô rồi thôi rồi rồi, kiểu này là không thể nào mà hai vợ chồng ăn hết cái nồi bánh canh này cho bằng được. Nhưng mà đã ăn được hai lần rồi. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Có mời bạn nói ăn bánh canh không, hỏi bánh canh gì vậy, nói bánh canh bánh phồng tôm. Ủa cái món gì mà lạ vậy? Tôi nói đúng rồi, nó lạ lắm mà nó rất là nóng, nóng ở Việt Nam luôn á.
bạn nói thôi không ăn đâu, tại vì cái món nó chưa ăn qua sao. Tôi nói nhưng mà ăn dùm đi, cái nồi của tôi nó bự quá, bự quá nè, làm ơn ăn dùm đi, trời năn nỉ quá trời luôn cô chú, không ai ăn hết trơn á. Thế là chuyện gì xảy ra, con gái mình dụ nó cái này ngon lắm nè, ăn đi ăn đi. Cái nó ủa sao ngộ cái món gì mà chưa bao giờ ăn qua, mình nói chứ thì chưa ăn qua thì giờ ăn đi mới biết rồi mình mới qua được cái cơn này hay không, chứ chưa ăn sao biết mình có qua khỏi cái cơn này hay không. Thế là con mình cũng ăn, hỏi ngon không, không trả lời cô chú, không trả lời một tiếng luôn, nói mồm kỳ sau mồm nóng theo cái kiểu cũ của mồm đi con thấy được hơn. Cho nên hôm nay mới bắt là cái nồi bánh canh giò heo. Thôi cô chú, nói cho vui ha, cái gì cũng vậy, mình phải thử, mình thử mình ăn, mình thích thì kỳ sau mình nấu tiếp, còn mình thấy là không có thích hợp cho gia đình của mình thì thôi, đâu có gì đâu. Chia sẻ mà, chia sẻ là cái vui, chia sẻ là cái hạnh phúc, mình hạnh phúc lắm. Tại vì cái hạnh phúc của mình là mình chia sẻ qua, ông xã nói gì đúng rồi, hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Mà rốt cuộc người khổ nhất là ông xã mình phải ăn. Đó là cái vấn đề, là chia sẻ thì chia sẻ vui vẻ là vui vẻ, mà hạnh phúc là ông xã mình không hạnh phúc nổi đâu đó. Trong thời gian mình đợi cái nồi bánh canh giò heo của mình chín để mình ăn á, thì mình đã đi qua bên cái phòng khách, trải tấm chiếu xuống rồi mình ngồi. Nó thoải mái vô cùng luôn cô chú ơi. Chứ ngồi trên ghế riết cái cảnh nó đi ra ngoài khu vườn á, cái cửa thì không thấy gì hết. Còn đây ha, mình thấy được cái bông của cái mùa Noel nè, rồi thấy được cái đồng hồ đanh đưa lại, rồi nghe cô Hồng nói chuyện nó đỡ buồn ha. Rồi cái mình di chuyển. Tại sao mình phải di chuyển? Tại vì có người nói với mình á, mình phải di chuyển cái cảnh á thì mình mới được YouTube trả nhiều tiền hơn, không biết phải không nha. Nhưng mà giờ mình làm thử ha, mình coi có thật không nha ha. Nhiều cái chuyện phải nói là vui nè ha, rồi được góp ý kiến nè ha, rồi chia sẻ, học được nhiều lắm. Mình đó nha, sao không biết, nhiều người thương ghê đó, cứ nói cô làm này đi, cô làm, mấy người đó là giỏi nha, YouTube giỏi đó, mà viết cho mình cái comment nói với mình như vậy đó. Cho nên giờ ai nói sao mình làm vậy ha. Rồi giờ phải di chuyển nghe chưa cô chú, di chuyển cho nhiều, khi làm YouTube là phải di chuyển, đừng ngồi chỗ không có tiền, không biết phải không ha. Rồi bây giờ mình nói lại như thế này, mình có làm mấy cái clip chia sẻ về những thức ăn nè, hay những đồ khô, đồ dùng, thuốc men, thì hôm nay mình sẽ nói rõ ràng ha. Thí dụ mình nói là mình đi Costco mua những cái mặt hàng đó, rồi mình sẽ viết ở dưới cái phần mô tả có cái dấu gạch ngang gạch xuống vậy đó ha. Cái dấu đó mình nói vậy ha, dấu gì tiếng gì không biết. Rồi mình nói ha, rồi mình mới viết là Amazon. Sau đó thì cô chú sẽ vào cái phần mô tả đó là description đó, mới bấm vô cái Amazon, rồi bấm vô cái mặt hàng mà cô chú muốn mua á, cái nó nhảy qua Amazon. Mình có được tiền hay không á thì chưa đâu, cái này cũng là mới bắt đầu. Khi nào mình mới được tiền thì không biết. Một ngày nào đẹp trời đó, Amazon thấy ủa sao mình có nhiều người mua hàng của mình quá, thì Amazon sẽ liên lạc với mình, rồi cho mình cái account, cái mình mở ra, cái mỗi lần bán được cái gì đó thì Amazon cho tiền, cho bao nhiêu á không biết, hoàn toàn là không biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về thuốc. Mình xin phép nói như thế này, những gì mình chia sẻ là thuốc mình đang uống. Còn cô chú và các bạn có muốn uống đó, phải hỏi kỹ lại bác sĩ, hoặc là trong gia đình của mình đó, ai đọc hiểu được đó, thì chỉ cho cô chú uống. Nhưng mà hiện bây giờ mình uống là thuốc cao mỡ, uống cao máu nha. Còn đường của mình nó đi tới đây rồi nè cô chú ơi, nằm ở đây nè, chớ mà đi lên nha, đi lên là tao bị uống thuốc đó, cho nên bây giờ là không dám ha. Cái thuốc đầu tiên đó tốt cho cái não. Mình làm việc nhiều quá, đầu óc mình suy nghĩ nhiều quá, nhiều lúc mình nghĩ mình quên á, thì đây là một cái loại thuốc này. Giờ mình đem lại sát kế bên cho cô chú và các bạn xem nha. Đây, đọc cái tên tự đọc đi nha, mình không có đọc được đâu, giỏi tiếng Anh quá đọc sai chính tả là bị la. Tiếng Việt đọc còn giúp được, tiếng Anh đọc là không ai giúp được đâu. Mua Costco, trong này là 42 viên, mỗi ngày mình uống một viên. Có cần to bác sĩ hay không? Không, nó gọi là cái thuốc gọi là ốc supplement. Cái brand là cái ốc của mình đó, supplement, vậy thôi à, chứ không có gì hết ha. Rồi một lần nữa để mình di chuyển qua cái thành phần khác. Cái này là mua ở Costco. Rồi bỏ xuống nha. Cái phần thứ hai là một loại thuốc nhức mỏi, đau nhức người. Tại vì cách đây 6 năm mình bị té một lần á, cái tay của mình nè, tưởng là bị gãy rồi, nhưng mà không có gãy, nhưng mà nhức quá, mùa đông là chịu không có nổi.
rồi uống thuốc thì cũng uống thuốc theo toa bác sĩ, rồi sau bây giờ thì nó đỡ. Nhưng mà cái tốt nhất là mình phải có những cái hũ thuốc này. Hai hũ này nó có giống nhau không? Giống. Một cái thì nó mắc hơn, cái nó rẻ hơn. Mắc ở chỗ nào và rẻ ở chỗ nào thì bây giờ mình nói sơ sơ ha. Một cái đó, hai cái nó đều là morphine ha. Một cái gọi là ultra 3x triple action, còn một cái nó chỉ là ultra thôi. Thì bây giờ nhìn nó khác ở chỗ nào, bây giờ mình đem sát cái màn ảnh để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây nè, một cái ha, một cái đó, hai cái hoàn toàn nha, coi kỹ ha, ở Costco. Thì cái này á, triple này á thì nó mắc hơn, còn cái này á thì nó rẻ hơn một chút. Riêng cá nhân của mình đó thì hai cái nào mình uống cũng được hết, mỗi một ngày một viên, uống bất cứ lúc nào đó thì nó giúp cho mình rất là nhiều nha. Xương khớp nhức mỏi mình đỡ nhiều lắm đó, mình nói thật đấy, đỡ rất là nhiều luôn đó. Cho nên mà mỗi lần Costco mà nó bán rẻ đó thì mình mua một hũ, uống hết rồi mình hãy mua hũ khác. Tại vì thường thường Costco hay bán vậy nè cô chú và các bạn, để ý đi, nó bán cái này xong cái nó không sell, cái nó sell này, nó vậy đó, cứ vậy. Cho nên kinh nghiệm đừng bao giờ mua thuốc để dành nha, bởi vì đây là những loại thuốc có ngày tháng hết hạn. Như cái này là tháng 1 ngày 25, còn tháng 8 ngày 24 hết hạn rồi, thì mình uống xong rồi thì thuốc này mình vẫn uống tiếp tục ha. Cho nên tùy theo mình lựa chọn nha. Đây, sức mạnh nè, muốn sức mạnh thì uống cái này vô, không muốn nhức mỏi thì uống cái này vô ha. Đây, cái này cũng vậy nè ha cô chú ha, đơn giản lắm, không có khó để tìm đâu. Rồi đó là nói về thuốc. Còn một cái loại mà mình uống mấy năm luôn á, mỗi ngày mình uống một gói, mình đi vacation, mình đi ăn chơi mình cũng đem theo, mình bỏ vào tủ lạnh hoặc là mình để ở ngoài uống cũng được, mình uống với thuốc hay mình uống thường cũng được, rất là tốt. Đó là hams. Đây cái thuốc này ha, hồng sâm quăng, hồng sâm quăng, đơn giản lắm. Mình mua đó phải để ý, ở kỳ rồi mình mua Costco đó là một thùng là 30 gói, chỉ có 17 đồng thôi. Mình mua là 10 thùng nha. Mình uống hết năm không? Chắc chắn là không đủ chứ không phải là uống hết. Thì mỗi ngày mình uống một gói, mỗi lần đi chơi là mình mang theo cũng vậy đó, mình uống ha, mà để vô tủ lạnh uống rất là ngon, uống với thuốc hay gì nữa tốt không? Riêng cá nhân của mình là rất là tốt. Mình nói lần lần nữa là mình uống thuốc cao mỡ nè, cao máu nè, mà mình vẫn uống được. Và mình cũng đã xách cái thuốc này đi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ tôi uống được không, bác sĩ uống được, có tiền uống không, nó dạ có, rồi bác sĩ nó uống đi không sao hết. Bên này có đường không, có, bao nhiêu phần trăm cô chú xem đi ha, không ảnh hưởng gì nhiều nha. Đó, cho nên nó tốt lắm ha, mình uống mình rất là thích, không cần phải mua những cái loại supplement mà 10 đồng 20 đồng một hũ đâu, mình đâu có tiền đâu mà uống cái đó. Nhưng mà nếu mà cô chú và các bạn đâu có tiền á thì mua mấy cái đó uống nhiều hơn, xăm nhiều hơn, mình không biết cho nên mình không có nói, bởi vì mình không có tiền uống cho nên mình không nói. Rồi đó là nói về những cái loại nước uống như hồng xung quanh, thuốc vitamin supplement, vitamin B. Nói về vitamin đó thì cô chú uống cái gì đó uống một loại thôi, ví dụ B hay là C hay là silver hay là once a day, đừng có uống nhiều thứ quá. Hỏi vitamin cứ nhớ như là vitamin là chỉ cần một thôi, giống như khu vườn của mình đó, khi mà mình cho vitamin là chỉ một loại vitamin thôi. Còn thức hả, ăn hả, ăn cái nào ăn một thứ thôi, đừng cho nhiều thứ quá, thứ nhiều quá là nó sình bụng rồi nó chết, nó chết chắc luôn ha. Rồi bây giờ nói về thức ăn ha. Bánh phồng tôm là nấu bánh canh bánh phồng tôm đó, cô chú nhớ hồi nãy mình nói đó. Thì khi mà đã nói đến bánh phồng tôm á thì hiện nào cũng được hết. Đây mình mua ở các chợ Việt Nam ha, có hình ba con tôm đó, mình nấu bao nhiêu thì tùy mình. Có rất là nhiều comment nói là phải ngâm chừng 15-20 phút thôi, rồi có người nói đừng bỏ trong cái nồi. Thì bây giờ tóm lại đó thì mình đã nấu xong một cái nồi vậy nè cô chú ơi, ăn rồi thôi, không bàn tới nữa. Cô chú và các bạn nào thích thì nấu tiếp rồi ăn ha. Nhưng mà phải nói tới cái bánh phồng tôm này nè, chiên lên rất là ngon luôn, ngon vô cùng luôn đó. Nửa cái cũng được ha, nguyên một cái mình chiên cho một cái thau thật là to, cái mình để cho thật là nguội, bỏ vô bịch bóc ăn giống như bánh phồng tôm thường vậy đó ha, ngon lắm nha. Bây giờ kỹ là một chút nha, đây là bánh phồng tôm nè, có cái chữ như vậy ha,
Cương nhỏ nhớ là có ba cái vòng tròn ha. Ô, cái vòng tròn có xanh xanh nè, rồi chính giữa mình thấy được bánh con tôm, rồi có hình mấy con tôm rồi đó, kỹ lắm rồi nha. Kỳ này bây giờ mình quay cái gì cũng quay rặt và kỹ luôn ha. Rồi nuôi nuôi đây, và cái gói nuôi ha, đây cái gói nuôi nè, ở trên này nó có cái hình giống như là cái hình dĩa nuôi nè, có thịt bò hay gì nó thấy không có rõ ha. Ở bên này nó có cái vòng tròn, cái hình này giống như là hình con phụng hay con gì đó, không, chữ tàu hay gì đó ha. Rồi đây nè ha, đơn giản nha, sát rồi gần lên cho cô chú thấy nè, gió nó bịch vậy nè ha. Rồi mình luộc ăn cái này là gạo nha, rất là ngon luôn, giống như mình ăn bánh canh vậy đó, ngon lắm. Hoặc là mình luộc xong mình xào với tỏi đó, hay mình xào với vegetable, mình xào thôi cũng được hết, ngon lắm. Đó là một lần nữa nha, bánh canh mại vô, mại vô, ai ăn bánh canh thì mại vô mua để dành đi, mai mốt không có hỏi tôi nữa, tôi không biết. Có nhiều người nói tôi chụp hình gửi cho con, trời ơi biết chụp là chết liền, không biết chụp đâu. Trên cái iPhone của mình thì chụp, nhưng mà khi mà mình đã đăng cái clip lên rồi đó, ở dưới cái phần comment á, thì mình không có thể chụp hình chuyển qua bên đó được, nhưng mà mình cố gắng lên, chẳng hạn như chợ Quy đó mình có không, mình sẽ gửi qua, nhưng mà không có ha. Cho nên các chợ Việt Nam thì mình đi thì có thể có, sau này hy vọng là chợ Quy sẽ có để cho mình mua. Rồi kế tiếp nữa đó là hành phi, cái gói hành phi đây, xác luôn, xác cái màn ảnh luôn. Đây hành phi, loại hành này đó là hành hương, củ hành hương, ở trong cái bịch nó có mấy củ, 12 củ với nửa củ là 12 củ rưỡi đó, đếm chỉ vậy luôn đó, đó xác luôn nha. Thành ra nếu mà muốn biết cái gì mà mình để lên á, cái gì mình đang coi đó, bấm lại cho nó ngừng, cái lấy máy của mình chụp cái rồi là xong. Hỏi hỏi cô Hồng muốn gì cho mệt, mà đợi cô Hồng mà trả lời chắc phải là 6 tiếng sau. Nói chứ cố gắng á cô chú ha, mình cố gắng, dù mình rảnh á cái mình coi cái mình trả lời, còn không nhiều khi có những câu hỏi mà mình phải trả lời, nhưng mà phải trả lời sao cho đúng, trả lời sao cho mọi người hiểu, chứ không phải trả lời cho có ha, mình không có đâu nha, cái gì cũng rất là kỹ khi mà mình trả lời ha. Rồi một lần nữa đây, trước khi di chuyển màn ảnh, trời giống như cô chú ơi, có phải mình bán hàng không vậy, đâu có bán hàng, đâu có lời, đâu có gì đâu mà trời, tự nhiên cái làm được thì mà không sao, vui ha cô chú. Di chuyển qua đây một chút nữa, đây có cái anh đó đó. Bây giờ mình nói nha, thật sự đó, ảnh coi cái clip của mình, ảnh cũng thường hay viết comment, mình cũng vậy, cái coi của ảnh, anh coi lại của mình. Mà nói như vậy nè cô chú, nhiều khi có nhiều cái comment đó, nếu mà ai làm YouTube, mình sáng nay mình nói nha, viết cái tên của mình xuống đi. Tại vì á, YouTube bây giờ, cái tên YouTube của mình nó không có nổi lên, chẳng hạn như cô Hồng Cuộc Sống Mỹ ha. Khi mà mình viết comment, người ta không thấy cô Hồng Cuộc Sống Mỹ, chỉ thấy là dấu áp, là dấu vòng tròn chữ A đó ha, là cái cô Hồng 62, đó là cô Hồng Cuộc Sống Mỹ. Cho nên mỗi lần á, mà mình thấy những cái comment có cái số gì là lạ, cái mình biên xuống, cái mình từ từ mình vô lại, mình coi, ô cái này là YouTube, cái mình bắt đầu mình comment, mình cho qua thì mình cho lại. Người ta thương mình thì mình thương lại, mình ủng hộ nhau, mà ai cũng vậy ha, phải ủng hộ nhau. Những cái kênh YouTube nào mà gọi là thấp hay bắt đầu thì phải giúp nhau, ủng hộ nhau, phải thương mến nhau. Đó cho nên á là như vậy ha. Rồi cái ảnh á, ảnh mới nói, ảnh ơi sáng ảnh gửi cho mình cái comment, ảnh nói là có cái này tặng cho cô Hồng nè. Cái mình biết, ủa tặng tôi gì đây trời, cái bấm vô. Rồi bây giờ cô chú tự xem cô ảnh tặng mình cái gì nha. Ảnh là Sài Gòn Palace, mình sẽ viết ở dưới cho cô chú ha. Bây giờ em đang nói xấu anh đó. Ảnh thì nhỏ hơn mình, nhưng mà tại vì cái cách xưng hô cho nó đúng ha cô chú ha. Rồi vui ha, làm YouTube vui lắm á. Tại trong cái YouTube anh có nói mà, phải di chuyển thì mới có tiền, không di chuyển là không có tiền. Cho nên bây giờ mình duy nha, mình duy dữ lắm đó. Cho nên cô chú trời ơi, đừng có di chuyển nữa, chóng mặt chết á. Có thật không? Đâu biết. Giờ mình cứ làm theo ảnh nói đi. Người ta làm YouTube nhiều năm, còn mình mới YouTube có 1 năm mà, cho nên học nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà học căn bản á thì học mình, còn học mà học gọi mà học pro á, học mà gọi là Superman á, đi kiếm mấy YouTube mà mấy triệu view đi, rồi coi người ta quay làm sao, mình quay như vậy. Còn mình là đơn giản một cái phone, một cái cây đứng và cái microphone. Rồi bây giờ nói tiếp ha, cơm rượu, cô chú nhớ mình làm cơm rượu không? Đây là cái gói men nè. Rồi xong.
Rồi, gói men rõ ràng ha, trong cái bịch này đó nó có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 12 viên. Mỗi một lần là mình làm 2 viên cho một cấp nếp. Hơn chút nữa được không? Được. 1,5 cấp được không? Được. 2 cấp được không? Được. Có bị hư không? Không. Đơn giản trả lời luôn. Đơn giản lắm. Nhưng lý do tại sao mà mình làm một cấp, mọi người nói ủa sao một cấp ta thấy nhiều vậy? Nếp á, giống như gạo thôi, nó khô thì nó ít, nhưng mà nó nở thì nó nhiều. Rồi á hả, khi mà mình làm xong nó còn nở nữa. Cho nên hôm nay cái mà mình làm á, cơm rượu đó hả, ngon lành, cô chú lát lấy cho cô chú xem nha. Đó, cho nên là làm cơm rượu để trong cái oven, không có dặn lò lửa nha, để trong đó nó giữ được cái hơi ấm, tại vì bây giờ ngoài trời nó lạnh lạnh đó, cho nên mình phải cố gắng ha. Rồi một lần nữa nha, đây là cơm rượu, cái bịch cơm rượu rõ ràng ha. Ô, xin lỗi, đây là cái bịch kia bản gì, men. Đặc biệt hơn nữa là mình sẽ không cắt nói những gì mình nói sai để luôn, cái gì mình nói đúng để luôn, tốn xài gì cũng để hết ha, để cho cô chú anh chị và các bạn nào thấy là cô Hồng có làm sai mà cổ không cắt thì nó sao là như vậy, còn nếu cắt thì sẽ thấy khác. Rồi vậy là xong. Bây giờ đến cái thùng này là cái thùng gì, bây giờ mình mở ra nha, cùng nhau mà xem ha. Bữa mình có chia sẻ là nồi niêu son chảo, rồi dao, rồi ô tùm lum hết đó cô chú nhớ không. Rồi mình nói bộ nồi này rất là tốt, mình mua hồi năm ngoái một lần mình tặng cho bạn. Rồi cái mình để lên trên YouTube đó, có rất là nhiều bạn muốn mua. Rồi cái chừng vô nó ủa sao cô Hồng ơi, cô nói là có 69 đồng mà sao giờ tôi thấy là 79 rồi 89 rồi, cái từ 99 là bởi vì sao? Nếu mà Amazon nó bán nhiều quá, nhiều người mua quá đó là sẽ lên giá trở lại. Nhưng không phải chỉ lên giá trở lại mà còn tăng giá tiền nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình nói với mọi người khi thấy là mua liền. Đây, đẹp chưa? Trời ơi, cái bộ nồi này bảo đảm hả? Kiếm đâu mà ra, rẻ lắm. Mình mua có 79 đồng thôi. Hồi năm ngoái đó, mình mua là 69 đồng. Nhưng mà 69 đồng hồi năm ngoái mình mua hình như có 10 miếng thôi. Năm nay thì nó nhiều hơn. Là tại vì nó cho mình 3 cái miếng, cái nĩa đó cô chú. Trời ơi, nó nặng quá, ông xã chưa về á. Cho nên mình thôi đi ha, mình tự làm ha cô chú ha. Đây, cho mọi người thấy nha. Bưng ra luôn đi ha, vậy nó bự vậy nè. Đó, không có cắt clip nha cô chú. Mình làm, để luôn đi ha. Đây, ụp ngược lại. Rồi mình lấy ra. Trời ơi, nói thật nha, có chồng ở nhà đó thì chồng giúp, mà chồng không có nhà thì thôi á, mình tự biên tự diễn đi. Giờ đang quay cái clip cho cô chú xem nè. Cho nên nó nếu mà thấy đó thì đi mua, mua về không thích đó mình đem đi trả. Mình đơn giản lắm, mình không cần cái thùng ở ngoài này nha, bỏ cái thùng này luôn, khỏi cần. Mình chỉ lấy cái thùng ở trong mình bỏ vô rồi mình đem đi ra khô á, mình in cái receipt là gọi là return á đó. Mình in ra, mình đem ra đó, mình đưa cho nó, mình đưa cho người ta, rồi cái người ta in cái receipt lại cho mình, cái cho mình thêm cái coupon 25 đồng. Đây nè cô chú, thấy nó gói lại gọn ghê không. Đây, rồi bây giờ mở ra nha. Trời mệt quá cô chú ơi. Ây giời ơi. Rồi xong. Đây, mở ra sao đi trời. Đây rồi, đây. Đây là cái thùng đồ. Mình phải giặt dùi cái thùng này mới được. Đó. Đây, mở tiếp. Đây, mình phải làm gì cho cô chú mới thấy được cái thùng đồ của mình nha. Thứ nhất là cái nắp nè. Đó, màu thì mình lựa ha. Đây cái nắp nè, cái này nè mình cầm á nó không có bị nóng, rất là chắc ha. Nếu mà khi nào mà mình thấy nó lỏng á, mình lấy con dao mình xiết ốc này lại, dày lắm nha, rất là dày luôn nè, rất là thích luôn. Nó tròn đủ khi mà mình cầm như vậy nè, nó đỡ. Còn cái nhiều cái nồi á, có chút xíu mà không được ha, bảo đảm luôn là cái nắp thôi. Rồi bên này thêm cái nắp nữa, là hai cái nắp. Đây, thêm hai cái nắp ha. Rồi bây giờ mình lấy cái thùng đồ ra nha cô chú. Rồi, cái nắp nữa. Tại vì người ta gói thùng sao thì mình mở như vậy ha. Đây, rồi. Bây giờ để mình chuyển cái máy lên cho cô chú thấy rõ mình nha. Áo đã hết rồi, bây giờ mình lấy ra. Mình sẽ nói cái bộ của mình mua đó, chỉ có 8 miếng thôi. Thì 8 miếng này nó như thế nào, và lý do tại sao mà mình thích cái bộ nồi này.
hồi năm ngoái mình đã mua rồi mình tặng nhiều người thích lắm nha, mà cuối cùng nó lên cái giá quá cao rồi không ai thèm mua hết. Cho nên bây giờ mình nói đó, cô chú và các bạn nào thích thì mua ha, bao nhiêu miếng thì tùy theo mình ha. Thứ nhất là cái màu mình thích, màu vàng, nhiều màu lắm nha, không phải chỉ có màu vàng thôi. Cái thứ hai đó là cái chiều sâu của cái chảo á, đủ để khi mình làm bất cứ thức ăn gì đó thì nó không có rơi ra ngoài đó ha. Và cái phần đặc biệt của cái chảo này á là cái tay cầm, mình rất là thích cái tay cầm luôn, cô chú coi kỹ nè ha. Cái tay cầm á, từ cái chỗ cái đầu của cái chảo nè nó ra đây thì cái khoảng cách này á mình cầm vừa đủ cái tay của mình, mà khi mình cầm á thì cái dòng cong này nè nó giúp giữ lại khi mà mình làm đồ ăn. Còn có những cái chảo á ha là nó thẳng tròn vậy, nhiều khi mình cầm á chuột tay ra, còn này á mình không có chuột cái mình thấy được nè, là mình biết mình cầm vậy nè. Cho nên khi mà mình nấu thức ăn đó rất là thích luôn ha. Đây cái chảo nè. Và cái chảo này nó khác hơn những cái chảo khác là ở chỗ nào, nếu mà mình nhìn kỹ lại đó cô chú thấy ha, trên này nó cao hơn, ở dưới này là nó xuống vậy. Nhưng mà có nhiều cái là nó bằng nha. Cho nên khi mà cô chú mua á, thì mình xem lại cái video rồi mình mua. Nhưng mà tại vì thường thường á, mình muốn như vậy để cho nó đừng có văng ra ngoài. Chứ còn nấu thì cũng bằng nhau thôi. Nó chỉ khác là trên này nó cao chút xíu như vậy thôi hà. Rất là thích ha. Là đây là một cái chảo. Còn cái mặt ở dưới nè, khi mình nấu lửa đó thì nó sẽ điều hết cái chảo của mình nha. Điều hết, đơn giản lắm, thích vô cùng luôn. Rồi đây là cái chảo thứ nhất ha. Rồi cái chảo thứ hai cũng như vậy, thì nó lớn hơn chút xíu thôi. Đó cũng là cái tay cầm giống như nào cô chú, thích vô cùng luôn ha. Còn ở trong tất cả đều là non-stick nha, non-stick. Cho nên mình làm đồ ăn đó, mình cầm cái đũa cây đó, mình xào, mình nấu, mình nướng đó, thích lắm. Đó là cái chảo thứ nhất. Cái chảo thứ nhì, hai cái chảo này thì nó lớn hơn chút xíu thôi ha. Đó, nhưng mà rất là thích cái này, chiên hay xào, hai cái chảo nha, hai cái chảo. Rồi bây giờ mình nói đến cái nồi, nhưng mà hai cái chảo này đó mình có dùng nắp được hay không thì bây giờ mình nói. Hai cái chảo này đó thì không có dùng nắp được, là bởi vì cái chảo nó hơi cong cong cho nên không có nắp nha. Rồi bây giờ mình nói tới ba cái nồi là ba cái nắp. Cái nồi đầu tiên á, cái nồi này đó, cái tay cầm nè, cô chú thấy không, thích. Đây nè, cái gỗ của nó chỗ này nè, nó cong cong ha, nó tròn vô vậy nè mình cầm. Cho nên khi mà mình cầm á, là mình có đủ để mình cầm. Có những cái nồi cô chú biết không, có chút xíu vậy nè, cái mình cầm vậy nè. Đó, còn cái này là mình thoải mái cầm luôn. Mà cái chỗ này nó không có làm cho mình nóng. Mình tại mình có đủ rồi, còn có những cái nồi nó chỗ này nè, nó nhỏ xíu mà mình cầm nó chạm vô đây nó nóng. Cho nên rất là quan trọng khi mà mình cầm những bộ nồi này ha, rất là thích nha. Rồi cái chiều sâu thì sâu ha, mình giờ mình nói vậy đi, hơn một gang tay rồi cô chú thấy không. Nấu canh kho cá hay cái gì á bảo đảm luôn. Đó là cái nồi. Rồi có cái nắp đây, và cái nắp á khi mà mình đậy nè cô chú thấy ha, cái nắp nè thấy không, nó không có bị hở. Cho nên khi mình nấu đồ ăn á là nó đậy kín cho mình, khi mình hầm đồ ăn hay mình làm gì á nó cũng kín đáo hơn. Và đây nè, có cái chiều ha, đó như thế này ở trong nè, đó thấy không, rất là thích ha. Rồi cái mình đậy lên, khi mà mình đậy nè cô chú thấy ha, đó nó kín như vậy nè, thấy không, nó hoàn toàn nó kín nè, chứ không phải như những cái nắp khác cái mình để lên trên mặt rồi thôi. Đó trời ơi thích lắm nha. Đó rất là thích. Là cái nồi này là nồi thứ nhất, nồi nhỏ nhất, không có nhỏ đâu, đối với mình là lớn rồi đó. Rồi qua cái này, cái này là cái mình có thể nói là cái nồi hay mình nói cái chảo cũng được. Đó cũng vậy nè cô chú thấy không, trời ơi rất là thích luôn nha. Đây chiều sâu ba lóng tay ha cô chú ha, ba lóng hai lóng rưỡi gì đó ha. Còn chiều ngang á còn khoảng một gang rưỡi, tùy theo cái tay dài tay ngắn, cái tay mình nó lùn lùn thành ra ngang rưỡi. Cái người nào mà cao cao chắc ngang ít hơn. Rồi cũng là cái nắp nha, có cái nắp đó, thấy chưa, thích hồn, quá là thích luôn ha. Ai thích màu gì thì mua màu đó, còn mình là thích màu vàng đó. Rồi cái nồi này á, mình nấu súp, mình nấu hủ tiếu, nấu mì, nấu phở, nấu bánh canh, nấu gì cũng được. Mình đừng có tưởng là nó nhỏ nha, nó không có nhỏ đâu. Nếu mà là hai vợ chồng cái nồi này mình nấu á, ăn cầu 4 ngày.
Còn mà có khách thì dĩ nhiên mình nấu cái nồi 10 lít, 20 lít. Còn cái này là mình có thể nói là khoảng là 4 lít, 4 lít nhiều lắm đó cô chú ha. Đó là cũng có cái nắp nè, đậy ra nè. Rồi cái tay cầm, trời ơi, thoải mái luôn đó ha. Rất là thích nha. Đó, cũng như là mình nói là cái quan trọng là cái tay cầm. Khi mà mình cầm ấy, nó giữ lại được. Còn có những cái mình cầm á, mình cầm nhiều khi mình bị chuột ra, rồi mình cầm á bị nóng nữa, cái đó mới là quan trọng nè. Đó, tốt không? Mình lên mình coi review, nhiều người review lắm nha, ai cũng thích hết á. Đó, cho nên đây là những bộ nồi mà mình mua cho ngày lễ Christmas. Một năm, hai năm, ba năm thì mình đổi cái bộ nồi khác. Nếu mà mình xài kỹ quá thì 5-6 năm cũng tùy theo. Nhưng mà mỗi năm á mình để ý, ví dụ có cái gì nó sale á là mình mua, rồi cái mình để đó, khi nào có ai cái mình tặng. Thường thường mình tặng nồi niêu son chảo, tại vì ai cũng có gia đình hết. Còn không thì mình mua gift card, nhưng mà ít khi nào mình mua gift card lắm, bởi mua gift có là lỗ nha, xài không hết hoặc là quên dục là lỗ đó. Cho nên đó là hôm nay mình chia sẻ, nói chuyện vui vui, rồi review lại cái bộ nồi mình mới mua trên Amazon, rồi những cái đồ khô thuốc uống thì mình chụp xác lại cho cô chú và các bạn thấy ha. Kỳ sau mình cũng sẽ làm như vậy. Cho nên hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày cuối tuần. Quên nữa, mình sẽ đem côn rượu cho cô chú và các bạn xem thử côn rượu của mình như thế nào nha. Đây rồi côn rượu của mình nè, ngon ơi là ngon luôn, rất là nhiều nước nha cô chú, nhiều lắm đó. Đây mình cho coi xác xác này, nhìn vô cái thố của mình là thấy nước nè, nó lên trên cái mặt của côn rượu luôn nha. Đó, mình để là từ hôm mà mình làm clip là hình như thứ mấy quên mất tiêu rồi cô chú ơi, cho tới nay đó thơm lắm, không có một miếng nước đường nha. Cho nên á, mình nói như thế này, nếu mà mình làm ở nhà ăn đừng có làm nước đường, mình không cần có nhiều nước đâu, đủ rồi, cái này là dư sức ăn luôn. Mà cái viên á, xôi nước của mình, cái viên côn rượu của mình á, nó đẹp mà nó đều như vậy nè cô chú, thấy không đó. Cho nên là thật lòng mà nói, khi mà mình làm côn rượu á, mình làm chừng một cấp hai cấp thôi là nhiều lắm rồi. Để rất là lâu, lâu lắm, mình để cả năm luôn cũng được. Nhiều khi mình lấy côn rượu này nè, mình làm bánh bò hấp, không biết để cả năm, 2 năm cũng không có bị hư. Tại vì nó có rượu mà, giống như có rượu ha. Mà làm món bánh bò hấp là thôi, ngon bá trái, ngon té xỉu, ngon kia bằng te tua luôn đó. Mình chỉ cần lấy 2-3 viên côn rượu ha, mình xay ra cho thật là nhuyễn, nhuyễn thiệt là nhuyễn. Rồi sau đó mình cho vào cái bột, bột mà làm bánh bò hấp á, cho vào rồi mình hấp, trời ơi nó ngon ơi là ngon, nó thơm ơi là thơm luôn. Hôm nào rồi mình chia sẻ đơn giản, mình làm cái gì cũng đơn giản hết, nhanh gọn và lẹ. Đó là cách nấu ăn của mình, bởi vì mình đâu có thời gian đâu mà nấu lâu hết cô chú ha. Ngon lắm, thêm một cái nữa đợi mình nha. Cái gì đây trời? Hồng mềm, hồng mềm hô biến thành hồng giòn, có thật không? Thật. Mình chia sẻ hồi năm ngoái rồi, và mình chia sẻ với bạn bè mình không nói là biết bao nhiêu năm, hỏi tính mùa hồng là đều nói tới hồng giòn với hồng mềm, hồng nào ngon hơn? Nếu cho mình chọn lựa ha, là hồng mềm. Nhưng không có ăn mềm mà là ăn giòn, làm sao mà ăn giòn đây? Tin mình ha, hiện bây giờ nếu mà nhà cô chú và các bạn nào có cái hồng mềm á, hay nhà ai có hồng mềm á, mà mình có thể xin về, mà chưa có mềm nha, nó còn giống như là còn cứng á đó. Rồi làm gì, trong cái video cuối cùng mình sẽ chia sẻ là cách làm như thế nào. Nhưng bây giờ mình nói sơ sơ ha, khi mà mình xin cái hồng này về đó, rồi cái bắt đầu cái mình sẽ giờ để xuống ha, rồi mình mới nói được chứ không làm sao nói, vừa bưng sao nói. Đây, đây rồi, thì đây là cái trái hồng mềm còn cứng nha, chưa có chín ha. Thì đây nè, ở cái phần này nè, cái phần này là mình gọi là cái phần đầu đúng không, mình cắt bỏ bớt cái này đi, cái cuốn đó đó, đừng có bực cái cuốn ra ha, cứ cắt cho như thế này nè. Rượu trắng đó, rượu trắng nào cũng được hết, mình cho vào cái chén, nửa chén thôi. Cái bắt đầu mình nhúng vô vậy nè cô chú, mình nhúng vô vài phút thôi, cái mình bỏ vào cái dĩa. Cứ vậy mình làm hết một cái dĩa hay là bao nhiêu trái đó, cho vô một cái dĩa ha, đây là cái dĩa nè. Đó, đẹp ghê chưa, đẹp. Rồi sao, mình nhúng hết tất cả rồi nè ha, như thế này nha, mình nhúng hết tất cả rồi. Sau đó đó,
là mình lấy cái bịch đó mình bọc lại, giống như nãy mình bọc cho cô chú thấy cái gì đây trời, cái gì đây trời, rồi cái bọc gì nè, bọc lại nha, bọc lại rồi mình cột nó, để 3 ngày thôi, không cần nhiều. Mình cắt ra ăn bảo đảm với cô chú là thôi té xỉu luôn, nó ngon chứ mà ngon khủng khiếp, ngon mà đi xin người ta không cho nữa. Không biết sao kỳ với cô chú, cái gì mà mình nói với bạn bè mình nói cái này ăn gì ngon đó là kỳ sao, không cho mình nữa đâu, bảo đảm luôn đó. Có những cái cây ăn trái nhà bạn mình không có hề ăn nha, kêu bằng rụng hết cái xăng mà phải quét rồi than thở với mình hoài. Một bữa đẹp trời mình đến nhà bạn của mình, trời ơi có cái cây mặn, mặn ngọt mà cứ gọi là cái mặn, trời giờ quên cái tên rồi, cái trái mặn nó gọi là cái mặn đi, trời nói hoài ơi cô chú nói mặn gì, từ từ rồi mình nói ha. Trời ơi, mình nói bạn mình cho tôi ăn với cho tôi hái cái kia, mình hái đi cái bánh trộn cái là nó ngon vô cùng, nó chưa bao giờ đụng tới. Tại vì mướn cái nhà đó người ta có cây hồng, có cây mặn, nó không giờ ăn đâu. Khi mà mình nói rồi ăn thử cô chú ngon quá. Năm nay cái mình hỏi có nhà không cho mình tới mình hái, nói bận không có nhà. Cái lần sau mình lại mình hỏi nữa có nhà không cho tối tôi hái, bận quá không có nhà. Tức mình quá cô chú biết mình làm gì không? Mình tới nhà luôn, mình đậu xe trước cửa cái mình gọi hello, đang làm gì đó chứ đâu có làm gì đâu, ở nhà chán chết rồi. Ủa chán buồn không? Buồn vô cùng đấy. Vậy mình tới được không đấy? Tôi tịnh sửa soạn đi nè, trời nó láo liền, chơi cái láo liền cô chú. Cái mình nói chứ vậy hả? Vậy thôi bye ha. Cái mình tại mình bấm chuông cô chú, bấm chuông đi đi, mở cửa thấy mình nó hoảng hồn, đi đâu đây, đi hái mặn. Thế là vô hái cô chú, nhưng mà nói thật nha, đâu còn đâu mà hái, nó hái hết rồi, nó ăn hết rồi. Bây giờ đến qua cái hồng mềm cũng vậy nữa, cây hồng mềm là không có trái luôn. Mà mình nói chứ bây giờ phải bón phân nè, rồi phải cho thuốc ăn nè, rồi bắt mình tưới nước đàng hoàng cho nó đó, thì nó mới cho trái. Trù quá trời trái khoe với mình, mấy ngàn trái trên cây mà nó rụng bớt thì dĩ nhiên rồi, nó phải rụng với cây cúa ha. Cái gì cũng vậy, cho mình 100 trái mà ăn 50 trái là cũng đủ rồi, nhiều lắm rồi đó, nó đồ ít lắm đâu ha. Không cho một trái nữa, một trái cũng không có luôn, không có luôn. Trời buồn quá, không chơi nữa, nghỉ chơi luôn, không nên chơi nữa. Nó gọi mình nó xuống đây cho vài trái hồng, nó không dặn rồi không ăn nữa. Nhưng mà có một chị bạn, chị thương mình lắm đó nha. Trời ơi, mình có nhiều người thương lắm á. Tại sao vậy? Tại sao thương mình? Thương á là tại vì đây là một cái vấn đề, là cái tình mà gọi là cái tình không hề quen biết nhau mà lại thương nhau, có mến nhau. Thôi bữa khác mình kể chuyện này đi ha, chứ giờ đang làm cái biết nói về ăn uống. Bánh canh giò heo sắp sửa xong rồi, ông xã cũng sắp sửa đi làm về rồi, cái nồi thì cũng đã khoe rồi, thuốc men thì cũng đã nói rồi, luôn hồng thì cũng khoe rồi. Cho thôi chị, giờ mình ngừng cái clip này nha cô chú. Cái hồng mình đang nói là hồng mềm biến nó thành là hồng giòn. Sau khi mình ngâm rượu rồi đó thì mình để khoảng 3 ngày mình mới lấy một trái mình cắt ăn rửa, thấy được rồi thì mình ăn luôn, còn không thì mình để thêm ngày nữa không sao, đừng có giục cái trái đó nha, nó gọi là thử. Thường thường mình thấy khoảng 3 ngày tới 5 ngày là ăn được rồi, nó giòn mà nó ngon, không bị chát nha, không bị đớ lưỡi nha. Tóm lại là thành hô biến hồng mềm thành là hồng giòn nha cô chú ha. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép tạm biệt cô chú và các bạn. Hãy xem cái clip cuối cùng là chia sẻ nhúng như thế nào, làm như thế nào, rồi mình sẽ có cái một loại trái cây mà mới lạ chia sẻ của mình. Và ở với cái phần mô tả đó cô chú nhớ ha, muốn biết là mình mua những cái đồ nồi niêu xoong chảo thí dụ như vậy thì bấm vào cái phần description. Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng có quên cho nhau cái nụ cười. Cái nụ cười không có bỏ tiền mua đâu, cứ cười một cái là vui vẻ cả làng đó ha. Cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Xin hẹn lại video kỳ sau. Bye bye.